So, hello, what's up, homie? Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Và đây là tựa game Quân Vương Chiến của Vina Game. Ngày hôm nay thì có một cái điều khá đặc biệt. Mọi khi hôm nay mình dậy sớm lắm, các bạn nhìn giờ ở trên này này, 6:11 mình dậy đúng không? Mà hôm nay sếp Dương còn vào cái app này sớm cả mình và đã làm xong hết tất cả nhiệm vụ rồi. Mình vào mình bảo thế nào giật mình thế. Mới hôm qua mình dự đoán là nó phải sang tuần mới lên được level 72, làm gì mà lên nhanh đến vậy. Đây các bạn nhìn thấy này, hiện tại đã là level 71, 9000 thiếu 3000 kim cương, thiếu 3000 XP nữa là level lên level 72. Mình bảo thế chả nhẽ hôm nay lên được level 72 à, cho khi mình dự đoán là ít nhất là phải đến đầu thứ hai thì mới có thể lên được. Hôm nay mới có chủ nhật thôi mà. Ok, vậy là mình không thể xem được cái quẻ bói của mình ngày hôm nay nó như thế nào rồi đúng không? Không, hôm nay cái quẻ này là của sếp Dương mà đúng không? Bạn nhìn thấy là làm việc yêu thích và kỵ nhiều tâm sự chứ không phải mình đúng không? May quá hôm nay đã định tâm sự với anh em nhưng mà nhìn cái dòng này thôi, nói chung là chẳng có một phần của mình ở trong đó nên là thôi hôm nay không tâm sự nhiều nha anh em nhá. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái hoạt động ở trong game. Thì ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy vẫn là Enzo, vẫn là Hanzo nó ban được bán đến tận ngày hôm nay cơ. Đến tận ngày 24, sáng mai, ngày mai nó mới cập nhật lại các bạn. Cái này là như đến 5 giờ sáng ngày mai ấy, vì các bạn nhìn đấy, còn không ngày 22 giờ 46 phút là đến 5 giờ sáng ngày mai nó sẽ reset lại cái ưu đãi hạn giờ này. Chúng ta hãy cùng xem là ngày mai nó sẽ thay đổi như thế nào nhá. Chứ còn Hanzo này là không ai chơi rồi. Tiểu siêu phúc lợi như đã nói, cái này rất là ngon, ngày mai nó cũng sẽ hết và anh em nên nạp ở đây đúng không? Đây có tận khoảng 900 thể lực nữa, 900 thể lực nữa với nhận thể lực trong ngày hôm nay được 400 mà chỉ được 1.500 thôi. Thì ngày mai chúng ta mới có thể lên cấp được đúng không các bạn? Tiếp đến chúng ta có cái phúc lợi ngày hè này thì các bạn cũng lên làm hết nha các bạn nha. Đây, có cái nhiệm vụ gì thì các bạn lên làm hết, chẳng hạn như ở đây chẳng hạn. Mình vẫn còn cái đó là vượt ải tinh anh 30 lần này, con đường phong thần đạt tầng 25 này. Phát hiện chứng màu liên kích một lần, đây chính là cái combo trong ngày nha các bạn nhá. Thể lực miễn phí hết. Nói chung là ngày hôm nay theo đánh giá của mình có lẽ là một ngày khá là bình yên và nhẹ nhàng đối với cái tựa game Quyền Vương Chiến này, khi không có quá nhiều các hoạt động nó mới mẻ mà nó vẫn chỉ là những cái hoạt động cũ mà thôi. Nick này thì các bạn nhìn thấy đây, cũng đã cầu nguyện mắc rồi. Các bạn nhìn này, chiến hồn cầu nguyện mắc và đã nhận được cái chiến hồn đường cong chí mạng này rồi. Nhờ anh em hỏi là cái chiến hồn đường cong chí mạng này thì dùng cho võ sĩ nào để là thích hợp, thì các bạn nhìn thấy là nó ưu tiên về cái hiệu quả ấy. Nó ưu tiên về hiệu quả, cái chính xác hiệu quả ấy. Cho nên là có lẽ mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với kiểu dạng như ở Google hay là Kula gì đó đúng không các bạn? Nhưng mà thực sự là để mà nâng một cái chiến hồn này lên nó khá là khó khăn nên là arc này không nâng nha các bạn nhá. Chiến hồn trọng kích này cũng đã nhận rồi, thế các bạn nhìn này, 25% tăng choáng và 25% kháng choáng. Đây là một cái chiến hồn thích hợp dành cho những võ sĩ kiểu tanker và có khả năng gây choáng dạng như kiểu Orochi hay Rugal. Rugal thì các bạn có biết là có tỷ lệ choáng rồi đúng không? Nên là các bạn có thể dùng cái chiến hồn trọng kích này cho Rugal hoặc Orochi cũng được. Tiếp theo thì chúng ta có chiến hồn gì không? Mình còn nhìn thấy một cái chiến hồn mới nữa cơ. Đó chính là cái chiến hồn gì nhỉ? Mình còn nhìn thấy một cái chiến hồn mới ở trong cái app này mà mình vừa nãy mình xem qua thì mình nhìn thấy còn một cái chiến hồn nữa mà các bạn có thể nhìn thấy được, đó chính là Thánh hồn Trường Mệnh Thiên Tử. Cái này thì vẫn chưa có. Cái chiến hồn này thì mình vẫn chưa nhìn thấy đấy. Cái gì nhỉ? Đây nọ mình nhìn thấy một cái chiến hồn nữa, một cái chiến hồn khá lạ ở trong này. Đây, chiến hồn Khắc Tinh Anh Hùng, quên mất với các bạn. Quên mất với các bạn là chúng ta còn một cái chiến hồn Khắc Tinh Anh Hùng nữa. Mỗi kỹ năng khiến mục tiêu chính chịu thêm sát thương bằng 30% sinh lực hiện tại. Và mắc là các bạn nhìn thấy là 10 sinh lực hiện tại, và 10 sinh lực hiện tại ở đây là sinh lực của đối thủ nhé các bạn nhé. Đây là một cái chiến hồn để khắc tinh những võ sĩ tanker đấy các bạn. Chiến hồn để khắc tinh những võ sĩ tanker thì khả năng cao là chiến hồn này
con nào cũng cầm được, tanker bên mình cũng cầm được, và võ sĩ công hay là kỹ bên mình cũng cầm được. Mà nói chung là đây là cái chiến hồn nó về sau này ấy, khả năng cao về sau này nó có, về sau này thì nó sẽ hay hơn, chứ là điểm hiện tại này khi mà vẫn chỉ là one hit, khi mà uy lực khi mà cái gì nhỉ, năng lượng ban đầu nhiều hơn thì đa số các bạn đã đánh là one hit rồi, nên là cái chiến hồn này nó cũng không có quá nhiều cái tác dụng ở thời điểm hiện tại này, đúng không? Cái tên chiến hồn rất là hay, khắc tinh anh hùng, và mình nghĩ là có lẽ về sau thì chiến hồn này cũng ít được dùng, khả năng cao là ít được dùng. Bây giờ võ sĩ của chúng ta chỉ có 6 võ sĩ thôi, 6 võ sĩ ra trận chính thôi. Về sau thì chúng ta có chế độ 9v9 hoặc 12v2 thì may ra là cái chiến hồn này mới được trọng dụng, chứ còn đâu ít lắm. Tiếp nữa thì các bạn nhìn thấy này, ở trong cái điện ghép chiến hồn này, trong cái ghép chiến hồn này thì các bạn nên ưu tiên ghép tất cả những cái chiến hồn toàn bộ này nhá. Các bạn nên ưu tiên ghép tất cả những cái chiến hồn toàn bộ này nhá anh em nhá, đúng không? Ví dụ mình nhiều đơn cử Mari ở đây này, hiệu quả này, tăng phòng thủ tất cả phe ta giá trị bằng với phòng thủ của người sở hữu chiến hồn này, học xong có hiệu lực với tất cả các võ sĩ. Ưu tiên ghép tất cả chiến hồn toàn bộ nha các bạn nhá, vì các bạn biết rồi, cái loại chiến hồn toàn bộ ấy, nó sẽ boost cho tất cả các võ sĩ của các bạn dù có ra trận hay không, nên các bạn nên ưu tiên ghép nhá. Ví dụ ở đây mình có thể ghép được chiến hồn thủ vọng của Mari 4 sao này, đây mình sẽ ghép cho các bạn xem này. Đó, đã nhận này, chiến hồn thủ vọng này, đã cho túi chiến hồn màu trang bị lên. Đây thì bây giờ mình sẽ đơn giản như thế này, chẳng hạn lực chiến đang là 841.450 đúng không? Bây giờ mình sẽ cho cái chiến hồn toàn bộ của Mari vào một con nào đó chẳng hạn, cho vào một con bất kỳ nào đó không chơi chẳng hạn. Đây mình đơn cử như mình sẽ cho đây, mình sẽ cho vào Choi chẳng hạn, đây đúng không? Chúng ta có một cái chiến hồn toàn cục mới, tăng tất cả phòng thủ phe ta giá trị bằng với phòng thủ của người sở hữu chiến hồn này, thì có lẽ là mình nên cho vào những cái con mà nó có cái thủ cao ấy các bạn, đúng không? Đây thủ 7.200 này, đây ví dụ đơn cả giáp thủ 8.200 chẳng hạn, đúng không? Mình sẽ ưu tiên cho những võ sĩ thủ cao ấy, những võ sĩ mà vệ các bạn. Đây ví dụ kim này, đây ví dụ kim này, mình sẽ tăng phẩm lên một chút nha các bạn nha. Ê, yếu tận 5 cái này cơ à, khả năng là không được rồi. Ok, mình sẽ thử test ở Choi trước nha các bạn nha. Chiến hồn này đâu nhỉ, cho nó cái chiến hồn toàn bộ toàn cục của Mari vừa mở đâu nhỉ, đây. Đó. Lực chiến nó không đổi, nhưng mà các bạn không, các bạn gọi là chỉ biết được là cái chiến hồn đó nó tăng như thế thôi nha các bạn nhá. Các bạn up nhiều lên thì may ra mới nhìn được cái nó đổi nhiều, đúng không các bạn? Đây này. Đó, chiến hồn toàn cục thủ vong. Loại chiến hồn toàn bộ đây, các bạn đọc này, sau khi học không cần ra trận, hiệu quả chiến hồn vẫn có hiệu lực. Đó là thủ vọng nhá, tăng phòng thủ với tất cả phe ta giá trị bằng với phòng thủ của người sở hữu chiến hồn này, 0,9% cộng với 45 nha, và đó là chiến hồn thủ vọng nha các bạn. Tiếp theo thì ở lại về nói về cái chiến hồn tiếp đi. Chiến hồn ở trong này được ghép thì nói chung mình đã nói với các bạn rồi, ưu tiên ghép chiến hồn toàn cục trước nhá. Cứ có chiến hồn toàn cục nào thì các bạn ghép chiến hồn đó giúp mình nha. Ví dụ Google chúng ta có là 60 mảnh, người ta sẽ có 1,6% tỷ lệ miễn thương và 100 điểm phòng thủ. Đó là về chiến hồn toàn cục của Rugo. Chiến hồn thân hiệu, đây, tất cả tăng 1% tấn công, tăng 1% này phòng thủ sinh lực. Đó là của Nakuru nha các bạn nha. Các bạn nên ưu tiên ghép tất cả các chiến hồn này nha các bạn nha. Tăng ghép tất cả các chiến hồn này cực kỳ hợp lý. Còn cái chiến hồn chỉ huy hay chiến hồn bị động này thì các bạn tùy vào loại chiến hồn mà các bạn ghép nhá. Chứ hiện tại thì về cái chiến hồn chỉ huy thì mình không thấy nhiều chiến hồn ngon cho lắm. Về cơ bản thì mình không thấy những cái chiến hồn dạng như kiểu của chiến hồn băng tâm của Kula chẳng hạn. Các bạn nhìn thấy này, tăng tỷ lệ sát thương cả beta 8% và phòng thủ 200, duy trì 32 giây.
Cái này thì nó khá là bất lợi ở thời điểm hiện tại này. Tại sao? Vì gần như nếu mà bạn bị đánh sau ấy thì bạn chết con mẹ rồi, bạn kéo kịp làm gì cả. Nên là cái chiến đồ của băng tâm Kula thời điểm hiện tại này không nhiều người chơi, cả về lâu về dài cũng không ai chơi cái chiến hồn duy trì theo giây này cả, các bạn hiểu không? Vì gần như trận đấu của chúng ta nó kết thúc rất là nhanh, trừ khi chúng ta cầm được cái lợi thế ấy, thì cái chiến hồn này nó sẽ phát huy được tác dụng. Khi mà chúng ta đánh trước ấy thì cái chiến hồn băng tâm này nó sẽ phát huy được tác dụng rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta đánh sau ấy, gần như là chúng ta không có cửa để phát huy được hết cái chiến hồn băng tâm này của Kula nhé. Và đây cũng là một con dao hai lưỡi, thật sự với các bạn là luôn, là một con dao hai lưỡi rất là nhiều. Nó sẽ là lưỡi lưỡi dao khi mà chúng ta đánh trước, và sẽ là cái cán dao khi mà chúng ta và gọi là cái lưỡi và cái gì đó ở đằng sau, cái cán dao đằng sau ấy, đúng không? Nó sẽ là con dao hai lưỡi kiểu như vậy. Cho nên là vì đó là lý do tại sao kẻ top của mình hay là tất cả các top ở bên Trung Quốc hay là Hàn Quốc đều không dùng cái chiến hồn băng tâm đó nha các bạn nha. Kể cả chiến hồn của siêu Việt của Ca Phẩy cũng vậy, rất ít người dùng. Đó là lý do mà mình nói với các bạn, cực kỳ ít người dùng là như thế. Chiến hồn Thiên Cẩu thì đây là một cái chiến hồn rất là ngon dành cho tem võ tối cao cực hạn lưu nha các bạn nhá. Đây là những dạng như kiểu những cái chiến hồn đặc thù ấy, và nhất định là anh em nên có ở trong cái đội hình của mình nếu anh em xác định chơi võ tối cao nha các bạn nhá. Vì tăng tất cả phe ta tỷ lệ chống đỡ là 8%, cái này rất là cần thiết dành cho tem võ tối cao nha các bạn nhá. Nó lại còn đấu sĩ chung trường phái nữa thì các bạn biết rồi, gần như là tem võ tối cao này và tem xí viêm liệt hỏa, sau này chúng ta có thêm hấp huyết nữa, là ba cái tem mà gần như là bắt buộc phải chơi theo tem rất là nhiều. Cho nên là cái chiến hồn Thiên Cẩu này nó sẽ phù hợp với cả ba tem đó, và nó sẽ phù hợp nhất với tem võ tối cao. Vì bản thân của Takuma như có bút chống đỡ thì phải, về sau này cả Riesk hình như có một phần gì đó. Ok, nói qua một chút vậy thôi. Tích lũy đăng nhập thì ngày hôm nay chắc là anh em cũng giống nhiều cái app này, cũng đăng nhập đến ngày thứ tư rồi, cố gắng đăng nhập đầy đủ mỗi ngày để có thể nhận được cái phần thưởng võ sĩ SN 4 sao vào ngày thứ 8 nha anh em. Ok, có lẽ là lĩnh này chắc chả còn gì để mà nói để làm cho ngày hôm nay đâu, vì ngày hôm nay nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi đúng không anh em. Thì thôi, xin phép hẹn gặp lại anh em trong một clip khác. Clip này thì thăm ngàn hơi ít. Bye bye. Nhớ subscribe và đăng ký kênh cũng như ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Thank you các bạn nhiều. Bye bye.